Tổng thống Marc Zuki thề chống lại những kẻ thù của cuộc cách mạng Tunisia đến từ Strasbourg. Tổng thống Moncef Marzouki đã rút ngắn chuyến viếng thăm Pháp để trở về nước sau khi ông Shaori Berlet, là một nhân vật đối lập quan trọng, bị bắn chết bên ngoài căn nhà của ông ta vào sáng nay. Tổng thống Marzouki đã nói trước Quốc hội Liên Âu tại Strasbourg rằng, ngày hôm nay, một nhân vật chính trị mà ông biết rất nhiều đã bị ám sát. Ông Shaori Berlet cũng là một người bạn của ông. Vụ ám sát này là một sự đe dọa cho cuộc cách mạng và ông sẽ lật mặt nạ những kẻ chịu trách nhiệm trong khi tiếp tục tiến hành các chính sách cải cách quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Liên Âu, ông Martin Schulz đã gửi lời phân ưu cho gia đình của ông Shaori Berlet. Căng thẳng đang gia tăng giữa người Hồi giáo và người thế tục tại Tunisia. Ông Berlet là một người đã mạnh mẽ chỉ trích chính phủ Hồi giáo ôn hòa đã được bầu ra trong tháng 10 năm 2011. Tunisia là quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập, đã lan qua các nước Ả Rập trong thời gian 2 năm qua, lật đổ những nhà độc tài ở tại Ai Cập, Yemen, Libya và đưa tới cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria.